xin chào bạn. Hôm nay đại lý Maloca Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu vòi bếp có cái mã hiệu là K120N. Có cái mã hiệu đây ha. Thì sản phẩm này là của Maloca, nhưng mà sản phẩm này được đặt sản xuất ở Trung Quốc các bạn. Thì đây là cái vòi bếp và chậu gắn trên chậu inox, chậu đá. Đây là cái phiếu bảo hành của Maloca. Vòi bếp này tương đối gọn, không có gì cấp. Thì đây là hai sợi dây cấp nóng lạnh, đinh vít lắp vòi, chẳng quên cái đó. Đây là cái mẫu vòi bếp mà nó có cái cần hơi xéo xéo như này. Vòi bếp thì chúng ta sẽ quay được nha bạn, quay như này sẽ có một cái trục quay. Còn đinh vít này nọ là dây cấp chúng ta phải lắp vào đây nha. Maloca có khắc lên đây. Thì cái vòi này là cái vòi tiết liệu bằng đồng mà rôm niken mỏng nha. Dưới vòi nó cũng có cái tạo bọt ha. Có mã hiệu của cái vòi dán đằng sau này. Thông tin số bảo hành của hãng chúng ta có thể liên lạc khi cần bảo hành. Thì sản phẩm này là cái sản phẩm gà vòi bếp nóng lạnh gắn chậu inox, chậu đá. Sản phẩm này thì đang được cung cấp ở đại lý Maloca Tôn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc tôi theo số điện thoại cùng video clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.